Giật dứt khoát. Rồi. Chờ đâu tí. Ga lên tí nữa bác. Khi đi mới đi thì bác hơi tì xuống thì nó đi chậm lại và sâu hơn. Đấy. Bóp chuyển hướng nhá, quay đầu bóp chuyển hướng. Có chuyển hướng này làm rất là nhàn. Không bị cuốn rác đâu mọi người nhá. Cái rác này thì mình kiểu lấy gẩy nhẹ cái nó ra, nó không bị cuốn. Đấy, có chuyển hướng khi mình muốn quay đầu bóp chuyển hướng, chuyển hướng rất là nhẹ. Xuống nhanh, xuống nhanh. À chưa chưa, lên nữa bạn. Lên nữa nữa. Rồi. Đấy, đi xuống nhanh. Đây là xuống nhanh. Dạ, chạy dầu anh ạ. Dạ, một tiếng nó hết tầm 0,3, 0,4 lít dầu. Con này nó kinh tế lắm. Nó bằng nửa con máy đầu 8 mà. Vâng. Vâng. Vâng, đây là số nhanh này. Máy xăng thì nó tốc độ quay nó nhanh hơn. Nhưng mà nó lại dùng xăng nó không kinh tế. Vâng. Máy này đi phay độ sâu nó tầm 10-12 phân anh. Nếu mà so máy đầu 8 nhá. Máy đầu 8 rồi anh đi mỗi lần mình cày nó chỉ được tầm 20 phân rộng thôi. Con này nó đi độ rộng 1 mét rồi. Nó làm tốc độ nó nhanh hơn máy đầu 8 nhiều. Mà là cái thứ hai nó gọn nhẹ. Cái thứ ba nữa là nó có cả chuyển hướng. Nên là đi nó làm nó rất đơn giản. Ví dụ như ở trong cái ruộng mình ở góc kia nhá. Ở trên này người ta cấy hết rồi, mình làm cái đòn khênh ra đấy. Đòn khênh ra đấy để cái này á, cái này nó có 80 cân rồi anh. Bằng cái đầu đổ 8. Vâng. Bằng cái đầu đổ 8 mà. Vâng. Không, cái này nó không bị cuốn cỏ anh ạ. Cái cỏ như này thì đấy anh xem cái phay kia nó không bị cuốn đâu mà. Em bên Tuyên Quang. Em chở ở đây nhiều và bên khu Yên Phượng, Yên Thịnh là dùng nhiều rồi. Lái nó hết đi. Đúng rồi, bây giờ không có nhưng mà cũng làm đấy. Đừng đi vào cái đống cỏ là nó bị cuốn ấy. Lên cả đống thì nó bị cuốn, ít thì không cuốn. Bác mới làm cái kệ cho bác ấy chạy lúc nó quen. Cháu làm thì nhanh không? Là cháu làm thì nhanh không? Để chúng ta không, cháu không ở đây. Vâng, đấy cháu cũng muốn là hướng dẫn như thế. Ví dụ như là sau này có vướng mắc về cái ấy vướng mắc về cái máy móc thì bọn cháu ấy, còn về làm cái này thì bọn cháu muốn hướng dẫn luôn. Bảo hành 1 năm anh. Phay đất trồng ngô này quá tuyệt vời luôn. Chỗ kia là anh chú, bác biết vì sao nó ở dưới là toàn viên gạch nên là bác ấy làm chưa quen là nó hơi vất đấy. Bên đây bác vào bác làm chỗ này thì nó nhàn này. Cái đấy để cháu làm thì đi số nhanh ga to hơn tí thì nó bới nhanh hơn. Đi càng chậm thì rác nó càng cuốn. Kể cả bị cuốn ít như kia nhá thì tí mình giật ra rất dễ. Còn cái phay mà không có cái chắn rác này để mình vào mình phay thì nó rất khó. Anh cầm giúp em một lúc đấy. Cầm bên đấy nó bị che với camera. Cầm bên này. Rồi. Cầm giúp em anh quay cho cho máy với em nhé. Cầm zoom lên tí cho nó nhìn rõ rồi. Rồi ra em chạy thử cho bác. Rồi đây cái giấy nhanh nhìn.
đấy, chứ cả phố nhà lột hết rồi đấy đấy. Quay clip tập tình này. Hay không bỏ không nhá. Để thay được nhằng lao khẩu hít nữa. Thì đỡ đấy nó. Thì đỡ thế đấy. Còn gạch. Cái hết luôn à. Mình đánh thương cho cái nhánh, cái cốc nữa. Vừa nà đi. Mình đánh lông à. Mình đánh lông à. Quá đấy hôm nay bảo cho tắm đánh lông, mình biết nhìn nó rồi đó.
Và bác thì bác đưa đâu này, không mua nó được cả hai cái trưởng nhanh rồi chứ. À, vẫn còn quay.